sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Dưới cỏ ăn cỏ mà xanh xanh anh quý anh nhỉ, nhớ nhá là sơn với lại thằng tấn doanh, hai thằng là hôm qua hôm nay đúng không, hôm nay thứ tư ở đâu, ba hôm rồi đúng không, ba hôm bảy rồi đúng không, ba hôm bảy chứ có phải không? Ở thế là hôm qua hôm kia nó vẫn làm tối, hôm qua nó làm tối Nếu, nếu mà làm tối thì chắc chắn không không đủ số, không không thể nào đủ 6 tiếng đúng không? Ừ. Nhớ đấy. Tại thế Sơn chấm hơi bẩn tí sao đó không rõ. Tại tại nhớ rõ ràng từ mùng 1 đến lúc ta đi làm là mùng 6 mùng 5 ta nghỉ mấy đấy đúng không? Thì tất thứ 6 tiếng. Sơn chắc tới 6 tiếng rồi. Sơn đi làm 8 giờ 15, 8 giờ 20 vẫn là 8 giờ rồi. Thế thì phải ta ngồi chơi một lúc, hoặc là ngồi soạn soạn mấy cái lung tung rồi xong lại làm. Đúng giờ thì làm. Đã muộn rồi thôi cho muộn nốt. Đấy là kiểu cố tình đi muộn. Chấm không ổn. Hôm qua mày đi bởi gì ai? Đúng rồi. Không biết. Tại như bữa ta hay không nhớ ai đâu. Nó làm như là đi từ bảy giữa hôm qua đấy. Tại ta không, không không chấm cho ai không biết. Giờ không phải người chấm nữa rồi. Tự chấm mày. Có gì để bảo thành. Riêng ta chắc chắn là không thể bận nên thôi đấy, ta tự chấm. Ta còn quay video này, ta thiếu sản lưu, ta còn cả phải trừ tiếng của ta ơi. Trừ tiếng. Ở trong số ta thì cũng chưa rõ ràng đi là đi 7 tiếng rưỡi, nhưng mà xong lên máy chỉ được 7 tiếng thôi. Thiếu sản lưu không? Vừa là người chơi. Mỏi chân đi. Mọi người ơi, mình cắt cái cầu nha, cầu mình sẽ hoàn thành rồi nha. Các bạn, đây là cầu của mình hoàn thành rồi này, video của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người ơi, cầu của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc nha. Các bạn, cầu của mình hoàn thành rồi này, video của mình kết thúc. Một câu thôi. Một câu xong tắt luôn. Ngồi im không phải im. Đấy. Hơn 8 phút thì chào hấp tấp. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.
Đừng có 50 đấy nha, nếu mà được thì cho 60 luôn vậy. Tại vì một một tiếng 5 tiếng mới được 30 và thì quan trọng là cái tải lên đấy, xong ta không, kiểu như là nó chỉ một mé một file ấy, hiểu không? Là một cái file đấy là chỉ dành riêng cho cái mé nào đấy thôi, chứ không phải là một file đấy mà nó có tận là mé này chung nhau, hiểu không? Thế mà sao anh kia quyết định bảo là 30 video là tải? Ừ thì đấy, thì ta bảo là 60 để từ một mé đấy chia hai ra luôn, ý là như thế. Không được thì cứ 1 giờ đến 6 giờ là được 30 video, tăng được 35. Được thì đấy, cứ 50 cũng được. 10 chia 2 là vẫn 25. 25 thì... Chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ tô chanh. Bây giờ mình bắt đầu nha. Các bạn ơi, hôm nay vòng tay của mình sẽ có tiêu đề là bát mì. Mọi người ơi, vòng tay hôm nay của mình sẽ có tiêu đề là mì gói. Đâu nhìn thẳng ở đây nè. Có thế, hơi xa. Bên này. Bên phải này, bên phải này to hơn. Bên phải nha. À đâu, bên trái. Không thì tự nhiên lại thấy cân. Bên này nó hơi kiểu hơi bé bé rồi. Còn bên này nó hơi to một tí thôi. Cái hôm tao ngồi tao check mặt tao hơi sao. Tức là nghiêng một bên nhiều quá. Rồi và nhìn rồi. Nhưng mà có để ý mày đâu. Ừ, nhìn vào mặt tao. Nhìn xem. Xem có lệch không á? Cái bên ta che tay đi. Xưa là. Mọi người ơi, màu đỏ này. Đỏ mình đây nha. Các bạn thấy lòng đỏ về. Để tạo cái gì? Các bạn, đây là phần màu hồng của mình đây. Màu hồng là màu cuối cùng của mình nha. Bây giờ mình sẽ xóa hạt. Xóa hạt.